Xin chào tất cả mọi người, em xin giới thiệu với tất cả các anh chị, em tên là Nhung nha anh chị nhá. Và em hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Sơn La. Và cái công việc hiện tại của em Nhung chính là chia sẻ sản phẩm cao An Xoa An Hòa anh chị nhá. Và hôm nay ở với cái video này thì em Nhung sẽ chia sẻ với anh chị và giới thiệu với anh chị về một cái loại cây thảo dược rất là tốt cho gan của chúng ta. Và đặc biệt là hiện nay thì được rất là nhiều người tin dùng và sử dụng anh chị nhá. Anh chị thấy rất là nhiều người hiện nay thì bán rất là nhiều các sản phẩm liên quan đến cây An Xoa, cũng như có rất là nhiều người bán các cây thảo dược liên quan đến cây An Xoa này. Và em xin làm một cái video nhỏ chia sẻ giới thiệu với anh chị, là giúp anh chị phân biệt được đâu là cây An Xoa giả và đâu là cây An Xoa thật anh chị nhá. Vâng, đây chính là một cái cây An Xoa đấy ạ. Có một số cây An Xoa, đây là mẹ chồng của em Nhung trồng ở trong vườn nha anh chị nhá. Đây ạ, rất là nhiều. Em Nhung vừa về và nhìn thấy rất là thích anh chị ạ. Và riêng cái cây An Xoa thì nó là một cái thân của nó, thì nó sẽ gồm rất là nhiều nhánh nhỏ. Và trong cái mùa như thế này, từ khoảng từ tháng 9, tháng 10 thì nó sẽ là ra hoa và bây giờ nó có quả. Và tháng 11, 12, tháng 12 thì thường thường là quả nó sẽ già anh chị ạ. Quả nó già thì nó sẽ xám vào anh chị này. Đây, những cái quả này là nó quả sẽ sắp hơi già rồi. Và đây là những cái quả non và nó ra rất là nhiều. Đây, mặc dù là mùa này thì nó đã hết gì ạ, nó đã hết na hoa rồi. Tuy nhiên em Nhung vẫn thấy đọng lại ở đây là một vài nhánh hoa tím anh chị nhé. Một vài nhánh hoa tím. Đây là cây An Xoa dùng để chữa bệnh và điều trị, thì là chúng ta sẽ sử dụng là cây An Xoa hoa tím anh chị nhá. Có rất là nhiều loại, như là hoa trắng này, rồi là hoa nó hơi ánh đỏ này. Nhưng mà trong cái việc điều trị thì là chúng ta sẽ sử dụng là cây An Xoa hoa tím anh chị nhá. Và về đặc điểm diện mạo của cây An Xoa thì của anh chị sẽ phân biệt được rằng là đây ạ, ở một cái thân của cây An Xoa nó có được bao phủ bởi một cái lớp lông nhẹ như thế này, rất rất là nhiều lông anh chị nhá. Đó, Nhung làm video rất là nhiều lông như thế này. Nên mà chúng ta muốn sử dụng để điều trị các bệnh lý về gan, hoặc là chúng ta muốn sử dụng thảo dược đun sắc uống, thì cái điều đặc biệt quan trọng thì đây chúng ta phải sử dụng cây thân già. Thân già thì nó sẽ mới không có gì ạ, nó sẽ mới ít lông anh chị nhá. Và để một cái bộ phận nữa chúng ta có thể dễ nhận diện ở đây, đó chính là lá của lá của cây An Xoa. Chúng ta nhìn hai bề mặt lớp của cây An Xoa thì nó có hai màu khác nhau hoàn toàn anh chị thấy không ạ? Ở dưới thì nó là một cái lớp màu gọi là màu trắng nhẹ, và nó cũng bao phủ bởi một cái lớp lông nhẹ như thế này. Đó, anh chị nhìn thấy chưa ạ? Rất là nhiều lông. Và bề mặt vừa nay thì trên thì nó nhẵn hơn và nó màu xanh, ở dưới nó bao phủ bởi một lớp lông anh chị nhá. Và riêng cái cây An Xoa mà chúng ta chặt ra, chúng ta ngửi cái nó mùi hơi ngai ngái một chút anh chị ạ. Và uống thì nó vị hơi là đắng đắng một chút anh chị nhá. Anh chị nhìn thấy ở trong vườn của mình, hoặc ở trên rừng, hoặc ở trên đâu chúng ta có thể thấy, thì qua cái nhận diện của anh Nhung, anh chị có thể là lấy về chặt về để chúng ta phơi khô, rồi chúng ta sao vàng hạ thổ và có thể đun sắc uống để điều trị các bệnh lý về gan, để thanh lọc giải độc cơ thể. Đối với các vấn đề để điều trị thì chúng ta cần phải có thời gian sử dụng lâu dài, kiên trì, và phải có sự kết hợp của một số cây thuốc khác nữa thì mới có tác dụng điều trị anh chị nhá. Nếu anh chị nào mà muốn đang có các bệnh lý về gan, ví dụ như viêm gan, sơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, bị ung thư gan, mà chúng ta muốn điều trị hoặc là chúng ta muốn cải thiện cái tình trạng hiện tại của mình, ví dụ như là men gan quá cao ngất ngưởng đúng không ạ, mỡ máu độ 2, độ 3, độ 4 đúng không ạ, rất là nặng và nó ảnh hưởng tới sinh hoạt cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Mọi người muốn sử dụng và muốn điều trị thì mọi người có thể liên hệ với em Nhung. Em Nhung sẽ chia sẻ với anh chị cái sản phẩm cao An Xoa An Hòa, là sự kết hợp hoàn hảo của ba thành phần từ cây An Xoa, từ nấm lim xanh, từ cà gai leo. Nó sẽ giúp anh chị giải quyết triệt để tận gốc, và nó lại an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Nó là hoàn toàn từ thảo dược nguyên chất, không sử dụng đường hay là mật mía để bảo quản, nên anh chị có thể sử dụng lâu dài. Và đối với các cô chú anh chị nào mà có bệnh nền, bệnh lý nặng, ví dụ như mình bị tiểu đường, mình bị gút, mà chúng ta không nên sử dụng đường, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm cao thảo dược An Xoa, dùng để điều trị rất là tốt, và chúng ta lại an toàn, lại có thể hỗ trợ được những cái bệnh kia rất là tốt anh chị nhé.
Anh chị nào mà muốn sử dụng thì hãy liên hệ với anh Nhung. Hoặc các anh chị nào mà có cây an xoa mà chúng ta muốn phân biệt, chúng ta chưa biết rõ về cây an xoa thì anh chị có thể là nhắn tin với em Nhung để em Nhung có thể kiểm tra và hỗ trợ anh chị trong cái việc nhận diện anh chị nhá. Em Nhung xin cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm và theo dõi cái video của em nhé. Xin chào mọi người, xin chào tất cả anh chị.